1995, hiện nay đang là sinh viên của Đại học Hàng hải Việt Nam. Và thưa quý vị, ngay bây giờ trên sân khấu là thí sinh mặt số báo danh 246 Nguyễn Quỳnh Anh. Quỳnh Anh sinh năm 1996 và hiện nay cô đang là sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam. Số danh 262 Trần Thị Ngọc. Cô gái này sinh năm 1995, đang là sinh viên của Đại học Sao Đỏ Hải Dương. Cô cao 1m71 và nặng 53kg.